Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Hợp Phát Tùng và đến với những giáo án của Sacha Vàng tại khu vực đường Ok, trên. xin chúc Ngày hôm em nay gia chúng ta sẽ bảo. cùng đến với một giáo án mới. Tôi Giáo hiểu, án tôi hiểu. Maokai đi top đối đầu cùng với Jack, một kèo đấu mà Maokai trong tay của Sacha Vàng đã thể Tôi hiện khả năng hiểu đi đường rất là khó rồi, chịu thế với lối cộng ngọc đó là triệu hồi là Airy. mô Và để tả. xem ngày hôm nay thì với một cái giáo án đánh trống chịu đi top nhưng mà thiêu đốt cùng Không với có cả một sự ngọc triệu hồi gì Airy rất là thú vị như này đó. thì Sacha Vàng sẽ thể hiện như này anh em nhé. Let's go. Ok, mức rank cao thủ nha anh em nhé. Mức rank cao thủ không phải là smurf rank ở bạc hay là ở đồng hay là ở bạch kim luôn để mà phải che giấu các bạn làm Thế gì lại hồi cả. sự. Một lobby toàn là cao thủ Một thế nó cho và tả thái với hồi có什么事? Tôi một không giao có án sự. cũng rất mới. Jack bên kia mang dịch Không chuyển. không không tôi có sự. Jack bên kia mang dịch chuyển vì sợ Maokai Tôi mang không dịch biết chuyển. Thì thực là ra là thế thì Maokai là của có một Sacha sự. mang thiếu đốt anh em nhé. Chắc là có sự nào có sự. Đi top Ai đánh hiểu. tank nhưng mà vẫn lên thiếu đốt để có thể solo kill đối phương. Ai hiểu. Rất cháy, Tôi rất cháy. không biết. Và ngọc tái tổ hợp thì anh em cứ xem ở đầu clip lúc mà mình mới chào các bạn ạ. Còn để xem là khởi đầu thì nó sẽ là bình thúc biến dị hay là nhẫn Doran hay là khiên Doran anh em ạ. Nước mắt, hai bình máu, 240 mana. Bây giờ mới test đồ đấy hả ông? Đánh rank cao thủ mà ông test đồ xong ông test tướng.我们三个女生可以出门吗？Team 3 nước mắt anh em ạ.是不是不太好啊？Ô là trời, hoàn tác, hoàn tác, hoàn tác.算了，我还是多安Khiên顿后khiên再khiên补khiên吧。khiên khiên 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 anh em. Thôi thì nói chung là lần đầu đánh thì anh em thông cảm. Thực ra không phải lần đầu sao cho đánh con Maokai rồi đâu. Lần đầu đánh chắc là lần đầu đánh theo kiểu là triệu hồi Airy các thứ như vậy.你天天打游戏，我这个叫Ngọc thì做có Ngọc cộng giáp và điểm hồi chiêu.专注、Ngọc phụ mang theo bánh bích quy để专hồi phục.注、努力，知道吧？有Vì拼kèo搏này các bạn啊，biết là đánh quyền叫năng什bất么diệt thì啊？nó vào hết cái E一con Jack rồi đánh个không lại.的一个态度，懂不懂啊？Nên là chuyển sang đánh Airy có lẽ nó hiệu懂quả不hơn.懂？Theo như mình suy đoán là như vậy nhá. Bởi vì đánh với Jack đường trên thì các bạn biết là nó那có是cái对phản你又công不rất là是，lợi打hại武trong器việc还né是như là可đánh以的tay.嘛？剑魔不是被办了吗？Chất tướng thua Maokai anh em ạ. Một chất tướng rất ù lì trong khoảng thời gian ban đầu và đi đường yếu. Mình sẽ cấp 1 我thì要nâng出E自hay nâng研，Q.我要出自研。Thường cấp 1 kèo này sẽ phải nâng Q để có thể đấm con Jack ra, tránh những tình huống nó quay tay làm choáng anh em nhé. Quyết định không cắm mắt sớm à. Kèo này thì đi đường hồi phục bằng ngọn gió thứ hai, không không, không, không có ngọn gió thứ hai anh em ơi. Kèo này hồi phục bằng nội tại với cả Kindoran thôi và bánh Big Q nữa. Đang đánh tay để lấy cái quay tay rồi này. Ok. Đánh tay một đòn, ok chưa? Chơi hit như thế cấp độ 1 ok rồi đấy anh em. Lại hồi quy rồi này. Giữ quy lại để ăn lính anh em nhé. Đánh tay một đòn nội tại và sau đó quy một cú lấy thiêu dụi. Nhưng bây giờ con lính này không ăn được rồi. Vì quy cú đấy là con lính này phải buông thôi. Con rách hồi e rồi. Cấp độ 1 thì cái quy con Maokai counter được cái e con rách rất là ok anh em nhé. Đẩy một cú quy có thiêu dụi sát thương cũng là tương đối. Triệu hồi Airy cùng với thiêu dụi đang là những thứ công cụ giúp sao cho mình có những pha chơi hit đầu trận không lỗ. Đánh tay đổi đánh tay và Jack quyết định mang theo quyền năng bất diệt để chơi hit ngắn hạn anh em ạ. Pha nhảy vào đến từ Jack bị đấm ngược trở ra. Té 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 anh em ơi, quay hơi to, quay hơi to. Đã có bánh Big Q rồi này. Tốc độ đánh là 0.81, các bạn để ý nhé. Cái nội tại của con Maokai này là cái nội tại hồi máu rất là tốt ra đi đường. Và cái tốc độ đánh cơ bản của Maokai thực sự là tốc độ đánh rất cao. Con Maokai có tốc độ đánh cơ bản, nếu bạn nhìn nữa, cấp độ 2 là 0.81 rồi. Cấp độ 3 rách nhảy vào nhưng đơn giản là Q đánh tay sau đó thì đi ra. Ôi, con Maokai này còn Q đánh tay được cả anh em. Q xong đánh tay được một cái anh em ạ. Nó giống như cái R Lee Sin là R đánh tay được một đòn kìa. Hay thế nhờ. Là những cái trích rất nhỏ anh em ơi. Bạn Q đẩy lui đối phương ở tầm gần sau đó thì đánh tay được một đòn trước khi đối phương bị văng ra anh em nhé. Trích này khá hay. Rách hình như có tầm nhìn rồi thì phải. Có tầm nhìn ở trận đầu ganh không đổi rồi. Nhưng cái quê lính này là quê lính mà sao trong đã đóng băng nó lại rồi. Bây giờ Jack bỏ thì thương vương thì tội này. Đứng lại ăn lính thì sợ bị đối phương ganh. Còn nếu đi về thì mất lính. Đang phải bỏ farm di chuyển rồi kìa. Di chuyển cắm mắt phát hiện ra Jack vẫn còn ở đây anh em nhé. Nó vào thì mình đẩy Q ra thôi. Và mỗi cú Q có thêm một tí đam thiêu dụi nó cũng là một lượng sát thương tương đối nhá. Cái này định nghĩa là đi đường tay to à? Rồi, đấm Q làm chậm này. Cắn bánh lấy mana này. W vẫn còn, chờ nó Q ở W anh em. Nó Q thì W theo. Ui, thiêu đốt còn. Rồi, thì đi cái gì nữa. Bỏ cái flash ra sau xài nhá. Wow, xử lý kìa, càng thích nhờ. Từ những cái trích như kiểu là Q đánh tay một đòn cấu gì ở này. Hay là chờ đối phương Q thì mình mới W.
Và cái W con Maokai cái tầm hoạt động nó rất là xa nên là con Jack có Quy đi thì vẫn có thể đứt theo được anh em ạ. Trừ khi con Jack nó phát phát Quy và lính thì không nói nhá. Nó phát Quy cắm mắt thì không nói nhá, thì mình mới không không đủ phản xạ thôi. Còn nếu mà Quy đơn thuần thì bị đu Quy bị đu đứt theo là cái W con Maokai giữ chân lại là chết chắc rồi anh em ạ. Nếu con Jack xử lý Bắc Ping nó phải là flat đi xong rồi Quy nhanh thì con Maokai nó mới không đủ phản xạ. Còn nếu mà Quy khơi khơi trước mặt nó như vậy thì nó outplay cái nhẹ luôn ạ. Uầy. Thì như mình đã chia sẻ, mặc dù là những con tướng mà Sao Châu Mông đánh không nhiều, hay kể cả con On cũng vậy, nhưng mà bởi vì là đối đầu với những vị tướng như thế này thì Sao Châu Mông đã đối đầu rất là nhiều rồi. Đặc biệt đánh lên top 1 thách đấu máy chủ siêu cấp thì các bạn biết là phải va chạm với rất nhiều người chơi có những con tướng như vậy, đánh nhiều những con tướng như vậy. Và những người chơi ở trên bậc thách đấu người ta đánh những con tướng chống chịu, các bạn nhìn này, đánh những con tướng chống chịu nhìn đi đường rất áp lực anh em ơi. Và chắc chắn là Sao Châu Mông cũng đã từng ăn hành những cái giáo án như vậy rồi nên là mới rút kinh nghiệm sâu sắc và có những trích xử lý On cùng với Maokai tốt đến như vậy. Mặc dù thì trong cái bể tướng của Sao Châu Mông đánh thì nó không có những vị tướng như vậy đâu. Bây giờ đánh Smurf rank ở cao thủ thì vẫn có thể đánh được, vẫn có thể bán hành đối phương như thường. Cái quê lính trước đấy là cái quê lính mà các bạn thấy là Sao Châu Mông đã di chuyển ra và mất đi một vài CS vì con Jack là có tele anh em nhé. Quăng E và bụi này, đánh tay một đòn đẩy Quy đối phương ra. Chơi hit bằng Quy có thiêu dụi nhìn nó áp lực thật sự ạ. Đẩy Quy ăn lính luôn không hay là lát hit đây? Đẩy Quy ăn lính và cấu rỉa đây. Đứt vào đổi làm tráng với đối phương, đánh tay một đòn rách Quy về rồi anh em ạ. Chơi đan nhấp nhà cấu rỉa khó chịu thật sự. Có những con cấu rỉa như con Ragat hay con Maokai để đi top nó không ngại con rách anh em ạ. Tôi không hiểu tại sao tự nhiên nó lại lắc một cú. Đi bộ lên đánh tay đổi đánh tay này đấm Quy sau đó thì khu này bị lắc stream thật. Giật ngược trở lại, tiếp tục đi bộ lên Quy và con xe nhưng mà bị lát hit fail à. Tính lát hit xe thì con Jack quay tay nó áp sát. Cắn bình cắn đánh lên luôn, đánh tay hồi phục nội tại. Đấm Quy đối phương ngược trở ra. Qua lại W thì nó không đủ không đủ sát thương anh em ạ. Và có chiêu cuối luôn. Có chiêu cuối qua lại chơi luôn. Đấm vào, quăng E, đấm Quy, đánh tay chiêu cuối. Nhưng đối phương flash chạy mất rồi. Và cái chiêu cuối vừa rồi góc chiêu cuối đấy thì nó cũng không bắt được con Jack nữa. Jack vẫn chưa về à? Jack vẫn chưa về anh em ơi. Quăng E đứt vào, đấm Quy. Ok. Có con Ray lên nhưng mà vẫn đổi mạng được anh em nhé. Lời một quay to luôn này anh em này. Tình huống đổi mạng và lời được một quay lính khá to. Đi bộ lên đấm Quy ăn lính nào. Lấy cái E con Jack này. Đấm Quy nó ra. Jack dám Quy E vào không? Mất một đòn đánh tay rồi. Đòn đánh tay tốc độ ra hơi chậm. Tiếp tục đấm Quy cấu rỉa. Last hit, ok. Có Ray đứng trên làm gì các bạn? Ray lộ đấy bạn ơi. Lộ rồi bạn ơi. Jack lao lên quay tay làm choáng nhưng sau đó thì Sao Châu Mông đơn giản là đánh tay đi bộ về thôi. Vào đây, chui vào đây. Có Kiana lên đứt vào. Đánh tay nội tại đẩy Quy thiêu đốt. Tung chiêu cuối vào bụi cỏ, Jack nhảy vào. Ui, đạn đổ thần công xịt kìa. Chiêu cuối còn đến từ Sao Châu Mông đấm Quy ngược trở ra. Tung chiêu cuối khép góc đường về đối phương. Chói thành công đến từ chiêu cuối của Maokai và đứt vào. Con Ray đứng trên tầm nhìn của con Kiana lên vét luôn anh em ạ. Ngon luôn. Kiana tự nhiên đang đi mid ngon lên top vét thêm 2 xác nữa thế là ổn thỏa. Một pha raming rất giàu dành cho vị trí của Kiana. Một giáp trụ sau đó về mua đồ hay như nào đây. Dễ thế nhờ. Một cái lá chắn quân đoàn để lấy khiên khiên Thái Dương. Rồi. Một thế trận rất ổn cho team Sao Châu Mông đấy nhá. Chăn đồ lên ăn chiến công đầu. Sao Châu Mông solo kill con Jack. Đổi mạng dưới trụ. Kiana round lên ăn 2 xác, ngon. À nhầm, ăn 1 xác chứ Kiana lại ăn 1 xác anh em ạ. Có giày luôn rồi, giày miễn phí luôn rồi. Giày miễn phí và bánh bích quy ở bảng phụ anh em nhé. Tiếp tục đấm Quy cấu gì ở này. Ui, đấm hai Quy con Jack mất khúc máu rồi kìa. Quy hồi nhanh lắm. Đi bộ lên Quy phát nữa, Jack vẫn nhảy vào và có chăn đồ ở đây thôi xong rồi, đứt vào, bị dựng cọc băng. Bị đấm Quy và lên bảng đếm số. Oh shit, nằm xuống lần thứ tư rồi Jack ơi, Jack trầm cảm rồi. Jack trầm cảm rồi anh em ơi, Jack fit 1-4 rồi.
rất là thọt. Sau 4 lần nằm xuống như vậy thì kể cả có Tele cũng bị mất tương đối nhiều kinh nghiệm tại khu đường trên đấy nha. Và đồng đội của Sachabung cũng khỏe nữa, chăn đầu lên vét 2 xác, Kina lên ăn 1 mạng 1 assist. Còn Sachabung thì sẽ có được giáp trụ mà thôi. Tốc độ đánh 0.89 anh em ạ. Ban đầu khi mà tôi chơi Maokai tôi cũng bị bất ngờ với cái tốc độ đánh nội tại, tốc độ đánh cơ bản của nó là một con có chỉ số tốc độ đánh cơ bản rất cao. Thường các bạn thấy là tầm cấp độ 1 thì nó chỉ tầm 0.6 mấy thôi. Con nào cao thì có thể 0.7. Maokai vừa vào 0.8 rồi. Và chăn đồ ăn xong sứ giả đang có ý định thả đường trên luôn à. Jack đây rồi, Jack cũng bị thua 2 level rồi. Đánh đấu sĩ đánh với tank mà thua 2 level rồi. Cái gì thả sứ giả không? Sứ giả thì chưa đủ đao. Ê nhưng mà thả sứ giả phải thả lên khác chứ. Thả cho lên Maokai này là. Đánh tank trên top vẫn tín quá ha. Nên thả sứ giả ở cánh dưới lấy tài nguyên cho Kiana hay là Ezreal đã ngon hơn chứ. Hay là thấy thấy cái Maokai này đánh tín quá lên dồn tài nguyên luôn. Kể cả là triệu hồi Ezreal hay cái gì thì nó cũng chỉ là trích đi đường thôi các bạn. Và chất tướng thì nó vẫn là con tướng chống chịu chứ không phải là con tướng theo dạng carry. Nên là dồn tài nguyên nó không hẳn là hiệu quả lắm đâu. Nó xanh hơn một chút thì nó cũng trâu hơn một chút đấy, nhưng mà nếu mà dồn được cho carry sẽ khỏe hơn đó. À, tất nhiên là chân đầu nếu muốn tự xanh tự gánh thì có thể thả sứ giả ăn luôn trụ tốt. Cái trụ tốt nó dễ bể hơn, đường dưới nát rồi. Every với Ad có vẻ đang hơi gãy rồi. Ôi, thả sứ giả ăn trụ và nhường tiền cho Sachabung luôn ạ. Vãi. Ông ăn con giáp trụ kìa. À, ăn 2 anh em ạ. Cũng có một lượng tiền khá khá chảy vào túi của Trundle với tình huống gọi sứ giả này nhá, tầm hơn 300. Còn đối với Sachabung thì lúc này dìu sứ giả vào luôn. Ôi, Jack nhảy lên phá sứ giả anh em ạ, dính chiêu cuối, đánh tay, đẩy Q, để sứ giả hút một cái, thiêu đốt luôn, đánh tay, đứt theo, flash đi đâu, quăng E, đấm Q. Một đòn đánh tay nữa mà thôi, tốc biến, đánh tay, solo kill. Từ nhà đến trường các bạn ạ, nỗ lực để cản sứ giả đến từ Jack khiến cho Jack đã bỏ mạng và thậm chí không cản được cú từ sứ giả. Và sau đó là hai trụ sổ đi top, đánh bao cai mà như đánh Darius Aatrox với cả Seth thế này. Jack trầm cảm rồi anh em ơi. Jack trầm cảm lắm rồi. Nằm sấp ở kia lần thứ 5 rồi. Thôi về anh em ơi, lính vào trụ về thôi, té 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 té. Còn bãi người đá để farm không nhở? $2,300 thì giàu rồi anh em ạ. Tầm này thì sẽ không đứng ở khu đường trên nữa đâu, ăn được chữ 2 rồi thì về. Về mua băng giáp sau đó thì... chắc là đi chạy hỗ trợ đồng đội thôi. Ôi, Jack xuống bot rồi à? Jack xuống bot rồi anh em ạ. Sau khi fit 5 sát thì Jack từ chối đi top rồi. Đấy, có cái hạt bầm ăn được lính từ xa ngon luôn kìa. Bạn nào mà yêu thích đánh tank đứng trên mà vẫn muốn ăn len người ta thì có thể học giáo án này anh em nhé. Jack là con tướng nó bị vấn đề ở chỗ là thiếu hồi phục nặng nề luôn á. Đi top mà nó gặp mấy con cấu gì ở nó bị rất là nhiều vấn đề. Vừa rồi thì Jack đã reset tiền bằng việc là ăn mạng của Ezreal ạ. Tôi không hiểu tại sao Ezreal có thể chết nữa. Còn Jack yếu đến như vậy, nó fit 1 năm rồi vẫn để nó giết được. Ad chết theo AD rồi. Oh my god. Chả nhẽ mà bao cai gánh team. Ê, hey, hụt xe rồi. Chả có nhẽ mà bao cai gánh team. Alo. Ok ok, chuyển khoản cho Jack nhá. Vừa chuyển khoản nó fit luôn kìa anh em. Trước đấy tự nhiên thấy ăn mạng cặp bot thì phải... Thề, sao cho mừng đánh như này người ta bảo diễn viên anh em ạ. Bây giờ cái trụ 2 đường trên ăn xong rồi thì... Ôi, Trundle sao execute được rồi. Ăn được trụ 2 đường trên rồi thì chắc là đẩy trụ 3, sau đó thì di chuyển hỗ trợ đồng đội thôi. Con Kai'Sa làm sao đây? Mày làm sao? Mày qua đây ăn bùa đỏ hộ cái. Thằng Kai'Sa qua đây ăn bùa đỏ hộ tao cái. Con Maokai này đam không đấy anh em ạ, không đùa đâu nhá, nó có thiêu đốt đam không đấy anh em ơi. Ăn luôn bùa đỏ này. Đâu, Kai'Sa đâu, Ray đang đứng ở đây rồi, Ray đang ở chim rồi. Ray lướt qua đây, lướt qua đây, lướt qua đây, tốc biến thế giới bùng nổ và... Kiana lao vào, chói rất tốt trong trụ đối phương, tung chiêu cuối, đấm quy ăn mạng. 4 mạng cho sao cho mừng rồi. Ây da, ây da, bị kéo, Ezreal bị kéo, ây da. Cái thằng Ezreal này yếu thế. Đúp 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 đúp. Làm chậm trước đấy bằng cái E, sau đó thì đứt vào ép tốc biến đến từ vị trí của Kai'Sa. Ok.
Lời rồi lấy được Chết cái nhiều phát phần thế chúng lời rồi, xong một kia đường một. mà. Bỏ nét thì một À. năm đấm thằng rừng kia là ngon anh em ạ. Lên top đón wave cái. Nhưng mà tại sao Trâm cũng chưa muốn đi hỗ trợ đồng đội nhiều xuống cánh dưới mà thay vào đó cứ bám cánh trên thôi. Nếu mà cánh trên đánh nhau thì cover, không thì cứ farm thôi. Jax nó đẩy banh trụ boss rồi kìa, Jax nó vẫn khỏe nha anh em nhé. Mình từng làm rất nhiều dán về con Jax quay tay rồi, nó còn tướng đấu sĩ rất là khỏe trong việc comeback. Chỉ cần các bạn đánh lơi là một thời gian nó farm được một tí thôi, nó quay qua nó nện bạn từ nhà án trường đấy ạ. Quyết định là đứng đây làm gì đấy sao Trâm ơi? Chưa về à? Boss Chandler đã phòng ngự rồi. Đứng farm đá anh em ạ. Đấm con người đá ra bụi cỏ, có một cái E đặt trước đó. Và nó tiếp tục farm. Đứt vào, E, đấm Q, đánh tay với bùa đỏ, từ nhà đến trường, mày chạy hộ, thiêu đốt còn luôn, khỏi cần đi các bạn, đánh tay thôi được rồi. Ui khỏe thế nhờ. Maokai siêu carry anh em ơi. Kai'Sa tự nhiên ló đầu ra bị đấm phát chết luôn, không có tầm nhìn. Kai'Sa đi chắc tính đen người đá thật. Và thay vì về xuống khu vực dưới đón lính của con Jax để vào trụ 2 thì để con Chandler đón quay đấy, sau đó thì sao cho mình ở lại farm người đá và farm thêm Kai'Sa nữa. 513 rồi. Farm 138 ở phút thứ 16. Ui. Khỏe điên. Giày thép gai mua luôn giáp phản đâu. Mua kháng phép rồi. Ui con Jax vừa ăn mạng shutdown nha. Con Jax vừa ăn mạng shutdown của con Chandler đấy anh em ạ, cẩn thận nhá. Con Jax này. Bây giờ thì nó có thể chưa hơn sao cho băng đâu, nhưng mà một tí nữa nó nện từ nhà ăn trường là rất mệt. Tầm nó cầm thêm suy vong với giày thủy ngân và là nó hơi rách việc. Lại lên cánh trên tiếp tục bám farm đẩy lẻ này anh em này. Không biết là sao cho băng nó chạy map như này thì rồng cánh dưới còn không. Nếu có rồng thì chắc phải di chuyển xuống cánh dưới hỗ trợ đồng đội ăn rồng anh em ạ. Kiana bắt đầu bị tấn công rồi. Đang quáng tàng hình chạy và đại băng tiễn trượt đến từ vị trí của Ash. Xuống dưới cover team thôi anh em ơi, tàng hình. Vẫn đang bị chay liên tục đến từ vị trí Kiana mà không còn chiêu cuối nữa. Bị đấm rất đau và dính đạn đầu thần công nhưng chưa chết. Người bị kéo lại là vị trí của Ezreal và Ezreal đã chết rồi. Thằng AD đánh kỳ quá. Dính tiêu chiến kích và bay, nhầm không phải bay phân anh em ơi, Kiana chết rồi. Sao cho bằng có mạng thứ 6, trung chiêu cuối chúng 3-4 thành viên đối phương tiếp tục đứt vào quang E ra trước đó. Đấm quy làm chậm, có đồng hồ. Jax bắt đầu nện rất đau và chết cả chân đồ rồi. Và Brickrank cũng đang kéo liên tục vào Ash. Mạng tiếp theo cho Sao Chào Mừng. Gray cũng đang bắn liên tục và Sao Chào Mừng đang phải 1v3. 1v3 có nổi không đấy, đứt đổi mục tiêu né làm choáng đối phương. Nhưng mà tấn công Brickrank thì nó đang cố gắng chạy, nó thả diều quá ghê đi. Đặt cái hạt vào, đặt cái he vào trong bụi cỏ. Đấm 3 thành viên đối phương cùng một lúc và sau đó thì đánh tay hồi máu flash chạy rồi. Đấm quy tiếp kích giáp đến từ băng giáp và sau đó lại đứt vào cùng ánh sáng. Hay, hay. Quả cúi sáng ở đâu ra đấy? Được thế nhờ, mặc dù thằng Henry nó phế nhưng mà quả R vừa rồi là lật nặng luôn anh em ơi, đấm phát chết hai luôn rồi. Maokai này hệ chiến thật sự. Ngon, ăn rồng luôn được thì lại quá tốt đi, Ray đang trên bảng điểm số nhá. Đánh Maokai hệ chiến anh em ạ, đánh Maokai hệ carry anh em ơi. Con Maokai này cái sức carry của nó bị giảm đi so với Maokai cũ anh em ạ. Các bạn nhớ Maokai cũ mà lúc mà nó bật cái bão lá thù hận xong nó vào nó ôm đam xong nó nổ đam không? Nó nhận càng nhiều đam nó nổ càng đau ấy. Có Maokai ngày Mari ngày xưa hay đánh. Maokai này thì nó đam không nhiều như ngày xưa. Ngày xưa Maokai nó gánh đam kia. Rồi đánh tank. Jax bắt đầu cầm hai đồ lớn, nó đẩy lẻ, nó cầm búa tiến công rồi anh em ạ. Sao cho bằng đã 3 đồ sau 18 phút rồi, đánh cái gì cũng xanh. Và đây là định nghĩa của áp lực landing này các bạn. Đi đường rất áp lực luôn, tìm mọi cách để đi đường thắng. Và triệu hồi Eri cùng với thiêu dụi các thứ nó giúp cho Maokai của Sacha Mung đã thắng đường con Jax phía bên kia, thậm chí giết nó không ít lần. Các bạn tưởng tượng nếu game này mà Sacha Mung không xanh là rất phiền luôn á, bot nát bét. Con Jax bên kia nó khỏe hơn một chút là nó đẩy banh hết trụ. Mặc dù nó yếu thế nó đã ăn được trụ rồi chứ đừng nói nó khỏe anh em nhé. Brickrank đang chờ sẵn ở đây. Để xem ăn được con sứ giả này không ta. Nó sắp hết giờ rồi anh em ạ. Ok ăn nhanh chắc là vẫn kịp. Chắc đồ nhà mắt sứ giả đi đâu rồi. Sao Chamon đang có định về ạ.
Về xuống dưới thì defend Wei con rách à? Máu còn nhiều, tiền chưa nhiều lắm. Tốc biến chưa hồi. Tốc biến chưa hồi là hơi đù anh em ạ. Cái E của Maokai này cộng có một điểm nên là sao Chimon cũng không có ý định. Ê ai ai ai, cái gì đây? Cái gì đây? Ui, thế giới bùng nổ đẹp luôn bạn ơi. Đi bộ ra bạn ơi, đi bộ vuốt dâu ra bạn ơi. Tính đứt vào lính để né kéo của Big Rank nhưng mà vẫn dính kéo anh em ạ. Nhưng mà kéo con Maokai này về thì các bạn tự sát rồi. Vào tanh cho Qiyana mở một cú thế giới bùng nổ rất đẹp và sau đó thì đổi được hai mạng với tình huống giết được Gray cùng với Big Rank về trụ bot. Gấp. Con Rách nó cầm trụ, nó cầm cái tàn phá hủy diệt, nó cầm thêm bố tiến công, nó đẩy trụ nhanh lắm. Nó đẩy banh trụ 2, nó té luôn rồi. Ờ, đây, 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 bắt nó, đừng để nó đẩy lẻ nữa. Đứp. Rồi, mày chạy đi đâu, cắm mắt xuống, đứp, ấy không đủ tầm rồi, ấy à. Pha vừa rồi mà đủ tầm đứp theo là chết chắc rồi anh em ạ. Kai'Sa yếu máu chạy về đây làm gì đây? Rách với Kai'Sa lại yếu máu cùng với nhau. Đứp QDS rượu. Đánh tay thôi cũng được. Ok, có acid cho Sajerman và Kai'Sa đâu rồi. Cùng ánh sáng hay. Double kill. Đến lúc Ezreal đã sạch lại rồi. 46 rồi. Con Rách nãy giờ để lẻ mất trụ top với là mất hai trụ boss rồi đấy anh em. Phải Baron end sớm rồi chứ không có rất phiền đấy. Baron thôi nhở. Bắt lẻ được AD với top đối phương mà không Baron thì hơi phí. Chỉ là kiểm soát thằng rừng bên kia tí thôi. Đây, vừa nó kiểm soát xong là quăng cái E nó phát hiện luôn. Con Ray lại là gần là đứt nó lại, sau đó thì chiêu cuối luôn anh em nhé. Cho nó trôn chân tới chết luôn. Đây là đứt lên mày đi. Đấm quy sát tường để tung chiêu cuối chạy hộ cái quăng E vào trong bụi cỏ. Giết con Ray trước, Baron chắc chắn. Chứ đừng để 50-50 anh em ạ. Đấm quy đứt theo. Mớm mạng cho Ezreal và Ad kìa. Coi như là một cú quét sạch luôn đấy anh em ạ. Bắt chết được 3 thành viên đối phương. Trước đó là 2 thành viên. Đứt vào đấm luôn. Quăng E đấm quy ngược trở lại. Đánh tay Kai'Sa chiêu cuối chạy đứt theo tiếp. Đứt tiếp. Đấm quy phát nữa. Legendary. Ui nhìn đánh chống chịu. Nhìn ác chưa. Đứng trên kia đang không hiểu sao mình có tech solo kill rồi. Bây giờ farm thêm con cóc cùng với Waybot nữa nha anh em nhé. Sau đó về mua cái team băng là đẹp. Mặc dù bắt chết được AD đối phương nhưng mà team mình cũng đã mất một con sát thủ rồi. Thôi về đóng luôn team băng sau tình huống ăn cóc vậy. À, tụ bão. Tụ bão có giòn đúng không anh em? Mua một cái tụ bão Zeke. Ai da. Không hoàn tác được rồi. Vừa mới có tự bạo xong thằng AD nó chết rồi anh em ạ. Giờ mua tự bạo này búp cho con nào đây ta? Ai à. Baron xong này là hơi toang nha. Không end sớm là con Rách đấm hết cút hết đấy nha. Đây Rách, đây Rách, 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 Rách. Ê, xin con cua nhá. Đứt mày luôn, tốc độ di chuyển của Sao Chamon là rất cao và đứt Ray được luôn không đây. Đứt vào, đấm quy, đánh tay. Tính giết thêm cả con Kai'Sa nữa đấy à? Flash đứt đủ tầm chúng ta không đủ. Đuổi anh Kai'Sa chạy trước. Farm Waybot cùng với đó là đẩy vào ăn trụ 2. Mặc dù là cặp bot vừa chết lẻ nhưng mà Sao Chamon vẫn bắt lẻ lại được rừng đối phương để tiếp tục tận dụng Baron anh em nhé. Baron còn khoảng chừng 1/3 thời gian hồi thì thời gian tồn tại thì vẫn đủ để ăn trụ 2. Chân đầu tự solo rồng rồi. À không, có thêm Qiyana với Ezreal hỗ trợ nữa. Rồi kéo đi, kéo Maokai về đi bạn. Kéo Maokai về đi. Rồi, đứng lại làm gì, trụ còn nhiều máu nữa đâu. Brick Rank bị gõ liên tục vào đầu rồi, đi rồi bạn. Cố gắng kéo Sajerman lại. Tránh Sajerman đấm thêm con Talia này nữa. Talia quang phi thạch có mất máu không? Có Maokai này mấy 200 kháng phép chứ mấy? Quang quy đi bạn. Bây giờ bước lên quang quy nhiều khi bị sợ chói lại chết luôn anh em ạ. Rồi end luôn hay chăng đây?
Kai'Sa vừa chết ở đâu đó, sau đó thì đến lượt Midrange. Và bây giờ là tình huống end game rồi. Chiêu cuối sẵn sàng, đại băng tiện bắn trúng kìa. Quăng E ra, đi bộ vào. Thế nào dịch chuyển đấy ta? Rách dịch chuyển về nhà và lao lên nhưng bị giữ chân lại. Ui, chân đầu kích R lên máu hồi nhiều quá, đấm Q ngực, vị trí có rách ra đánh tay và sau đó đứt vào. Đấm Q đánh trụ, tung chiêu cuối. Tiếp tục đứt vào và giữ chân được hai thành viên đối phương rồi đấm Q dọc phát hai người này. Đấm Q dọc phát hai người, E nổ phát hai người luôn chăng? Tadea tốc đến trong bể đá cổ và đứng nhìn ra rồi. Và đó là một tiếng đứt giữ chân Kai'Sa lại, giúp cho Trundle rút lui kịp, tốc biến lên bắn đến từ vị trí của Kai'Sa, bắn nhầm vào lính và sát thương là không đủ. Trundle trâu thế nhờ. 11-1-15. Cái KDA gì cho một chống chịu đây các bạn? KDA này nhiều top carry còn thèm chứ đừng nói là chống chịu anh em nhé. MVP luôn ạ, MVP luôn anh em ơi. Có Maokai là MVP luôn ạ, tất cả chỉ số thì tốt nhất nó đều lượm hết rồi. S cộng với Maokai luôn ạ, vãi. Có đam, check đam cái ha. Ui, lead đam 29.000 sát thương ạ. 25 phút 29.000 sát thương với con tướng chống chịu, what? How? Định nghĩa của tanker gánh team và nhận được 3 vinh danh của đồng đội anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một cái giáo án khá dị của Sachemeng với Maokai triệu hồi Eri khu đường trên và thể hiện khả năng gánh team rất là tốt với một chân tướng chống chịu như là Maokai. Hẹn gặp lại anh em vào những giáo án khác nha. Bye bye.